Trước mỗi chuyến hành trình của tàu liên vận từ ga Lào Cai sang ga Sơn Yên, Trung Quốc, tổ lái máy của anh Lê Hùng Cường, lái tàu của trạm đầu máy Lào Cai thuộc xí nghiệp đầu máy Yên Viên lại cẩn thận kiểm tra từng bước theo đúng quy trình trước khi cho tàu rời ga để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển. Hơn 10 năm trong nghề, anh Cường thấu hiểu hơn ai hết về trách nhiệm của người lái tàu khi tài sản của nhà nước, an toàn của những cán bộ nhân viên lái tàu đều phụ thuộc vào sau tay lái của mình. Tình trạng tồn tại hàng trăm đường ngang khó kiểm soát, cùng với đó là sự phức tạp của hệ thống giao thông như hiện nay luôn là những hiểm họa mà người lái tàu phải đối mặt. Những cái điểm đường ngang không có rào chắn đấy rất là nguy hiểm, cũng cho người dân qua lại cũng như là anh em lái tàu bọn tôi. Thì khi qua những cái đường ngang như thế thì chúng tôi phải hết sức tập trung, hô đáp nhau để chú ý xem có người hay là có vật cản trên đường sắt hay không, để sẵn sàng là hãm khẩn cấp nếu khi phát hiện có chướng ngại vật nằm trên đường ngang. Làm nghề lái tàu cũng là chấp nhận đối diện với những tai nạn rình rập có thể xảy ra bất cứ lúc nào, áp lực là không nhỏ. Đội ngũ lái tàu tại ga Lào Cai đều luôn nhắc nhở nhau phải luôn tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật, tập trung khi di chuyển, ghi nhớ các khúc cua, các khu vực giao cắt nguy hiểm để từ đó hạn chế các vụ tai nạn giao thông. Nhân viên đường sắt, kể cả tài xế rồi trưởng tàu và tất cả là tổ tàu là phải chú ý, đặc biệt chú ý cái vấn đề an toàn chạy tàu. Ví dụ như là những cái đường qua ngang của dân sinh, có dân đi lại thì đặc biệt tài xế là phải chú ý quan sát và luôn luôn sẵn sàng dừng tàu để đảm bảo cái việc an toàn cho người đi trên đường sắt. Chi nhánh khai thác đường sắt Lào Cai hiện đang quản lý trên 65 km thuộc hệ thống đường sắt quốc gia và 13 km đường sắt công nghệ của mỏ Apatit. Trên toàn tuyến có 11 đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt, có người gác và rào chắn, có đến hơn 200 điểm giao cắt tự phát, không có rào chắn và có người gác ghi. Đây thực sự là những con số báo động về những nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn giao thông đường sắt trên tuyến. Chính vì vậy, bên cạnh việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, thực hiện nghiêm các quy trình đảm bảo an toàn khi rời ga, chi nhánh khai thác đường sắt Lào Cai cũng đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt tới nhân dân, đặc biệt là người dân ở những khu vực điểm giao cắt để người dân hiểu và chấp hành làm theo. Chi nhánh cũng đã phối hợp với các đội thanh tra giao thông đường sắt, công an giao thông của tỉnh Lào Cai, các phòng công an của tỉnh cũng như là các cái tức là các cái đài truyền hình của tỉnh, thành phố hoặc là thị xã, huyện và cùng phối hợp để làm tốt cái công tác tuyên truyền luật đường sắt năm 2017 để mọi người, đặc biệt là các cái tầng lớp học sinh tham gia nắm bắt được, người ta sẽ và cái từ đó thì tôi thấy là cái mức độ về tai nạn giao thông nó giảm thiểu rất nhiều. Thế và trong năm gần đây, đặc biệt là năm 2020 thì căn cứ cái tình thực tế chúng tôi báo cáo số liệu cụ thể là các cái vụ việc của Lào Cai kể cả ba tiêu chí là đều giảm so với năm 2019. Thì và tôi nghĩ rằng là đây là một cái sự hiểu biết của nhân dân và đặc biệt là những người yêu đường sắt. Thực tế cho thấy một khi hành lang an toàn giao thông đường sắt bị vi phạm và ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế thì các vụ tai nạn va chạm giao thông đường sắt vẫn sẽ còn nhiều phức tạp và người lái tàu cũng sẽ phải chịu nhiều áp lực trong suốt hành trình. Do vậy, sự phối hợp tốt giữa lực lượng chức năng và người dân sẽ là điều kiện để cho mỗi chuyến tàu được an toàn.